Hello, chào cả nhà yêu nha. Vâng, chào mừng tất cả anh chị em bà con lại quay trở lại với thế giới xe cũ tại xe máy liên đoàn. À, và chiều hôm nay thì Miền vừa về ba chiếc xe rất là mới và còn thì Miền tranh thủ quay luôn. Đến ngày mai chủ nhật anh chị em bà con rảnh rỗi thì ghé tham quan mua sắm nhé. Vâng, và trước màn hình của quý anh chị em bà con là một chiếc xe mang biển 59Z105766, một chiếc Vision màu đỏ kết hợp với bạc và đen. Một trong những dòng Vision FE phun xăng điện tử đi cực kỳ bền, đặc biệt cực kỳ tiết kiệm xăng. Tất cả các chàng đến mua xe thì đều được thay nhất miễn phí cho chính sách chẳng thứ Tết thứ một tuần. Có chính sách trao đổi tất cả các dòng xe qua sử dụng luôn. Vâng, một chiếc Vision quá mới và đẹp, FE luôn. Hai gương còn pin theo xe màu đỏ này. Đó, tất cả các càng đến mua xe thì Miền sẽ cho test thử chạy thử trước khi lấy nhá. Đó, đầu nồi còn zin đét luôn. Mang biển 59Z105766. 100% ở đây là nước sơn zin và tem còn zin theo xe. Đó, máy nổ thì thầm. Và chiếc xe này thì em Miền sẽ chào bán với mức giá để quý anh chị em cô dì chủ bác ra gần. Vision 14 triệu đồng. Anh Đoàn ơi, đề thứ máy giùm em với. 14 triệu đồng cho một chiếc Vision. Bao test, bao chạy thử thoải mái trước khi lấy, máy móc êm ru. Máy rất đêm êm rồi nhá. Đó, màu đầu. Đem rin theo xe. Đó, và bên này là một chiếc Novo 6 màu trắng kết hợp với đen. Một chiếc xe màu trắng đen kết hợp với màu xanh. 100% nước sơn rin và xe rất mới và đẹp nha người nhá. Đó, đây. Có khóa đĩa này, ốc tán rất là đẹp và mới đây. Màu xám này, rất là đẹp. Tem ở đây là 100% tem zin luôn anh chị em bà con nhé. Cái xe Novo 6 quá đẹp và mới cho ngày hôm nay. Em Hiền sẽ chào bán với mức giá 16.500.000 đồng. Phiên bản đời 2016-17, phiên bản SX đời sau cùng của dòng Novo 6. Mang biển số 69F131207. Tại thời điểm dịch bệnh diễn ra khá phức tạp, tất cả các hàng mua xe thì em Miền sẽ hỗ trợ miễn phí ship trong phạm vi 60 cây số đổ về. Em Miền sẽ bao ship tận nơi. Còn nếu anh chị em bà con ở miền Tây thì em Miền sẽ hỗ trợ miễn phí luôn. Còn ai ở miền Trung, miền Bắc thì em Miền sẽ miễn phí 50%, tức là khách chịu 50% với miền chịu 50% nhé. Novo 6 16.500.000 đồng. Phải nói đẹp không nguồn gốc kép, từ dàn áo, dàn ốc, dàn máy rất mới và đẹp luôn anh chị bà con nhé. Vâng, và tiếp tục đây em Hiền sẽ gửi đến anh chị em bà con một chiếc xe mang biển 59G252956, một chiếc Vision. Vâng, cái chỗ này là không phải trầy xước cái gì đâu, mà tại vì cái bán chất của cái xe này là lúc đầu khách không thích màu trắng mà dán nguyên cái xe màu xanh. Thế Hiền đã lột ra nhưng mà chỗ này chưa lột ra được hết mọi người nhé. Thì mai mình sẽ lột ra hết luôn. Chiếc Vision đời cuối 2019 màu trắng đó, lên mặt nạ SH, chìa khóa thông minh, bánh mâm thắng đĩa với giá để quý anh chị em bà con 25.500.000 đồng nhá. Lưu ý là chìa khóa thông minh cao cấp, mặt nạ SH, cáng SH luôn. Mang biển 59G252966 với mức giá để quý anh chị em cô dì chủ bác xa gần 25 năm. Ở đây là không phải trời trước, nên lưu ý là còn có một lớp keo đây này, khi em Miền lột ra thì nó chưa còn dính vào đây xíu nha, không sao nhá. Đó, mọi người mua thì em Miền sẽ lột ra hết anh chị bà con. Vision cuối 2019 chiều khóa thông minh, xe đẹp như mới với giá 25 năm. Đó, chỉ hôm nay có về 3 chiếc, em Miền tranh thủ quay để anh chị em bà con tham khảo và lựa chọn nhé. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ an yên nhé.